Chào bạn nhé, video này mình làm để hướng dẫn bạn cách dùng app Redmi Pro. Tại vì hiện tại app Redmi Pro đang bảo trì nên việc dùng app nó sẽ khó khăn hơn một xíu so với bình thường. Thì bạn làm theo hướng dẫn của mình để dùng được app bình thường nhé. Nếu bạn là khách hàng vừa mới mua app ấy, thì bạn đăng nhập tài khoản nhân viên gửi app. Cách đăng nhập thì bên mình đã gửi từ trước rồi nhé. Sau khi đăng nhập xong thì bạn vào app store. Đấy, app bạn đã tải từ trước thì bạn vui lòng xóa đi. Bây giờ tải lại giúp mình, bạn bấm vào phần tải này. Như mình đã tải rồi, mình sẽ mở app. Đây bạn bấm không cho phép này, bấm bắt đầu này, bấm tiếp tục này, bấm tiếp tục này. Ở đây bấm vào phần nữ nam gì cũng được nhá. Bấm cái này mình chọn đầu tiên đấy, bấm bỏ qua. Sau khi vào app mà nó hiện như này, web đây là dùng được tính năng Pro này mọi người nhá. Mọi người chỉnh app bình thường, nhưng mà khi gặp trường hợp thứ nhất là app nó hiện ảnh như này, rất tiếc đã xảy ra lỗi, vui lòng thử lại sau. Hoặc là nó mất tính năng Pro, bắt buộc mọi người phải bấm mua thì mới dùng được ấy. Thì mọi người làm theo hướng dẫn của mình như này nhá. Đầu tiên ý, thì mọi người xóa app Redmi Pro đi. Xóa app Redmi này đi, đấy bấm xóa. Tiếp theo mọi người đăng xuất tài khoản bên mình ra, tài khoản bên mình gửi, mọi người đăng xuất ra, mọi người đăng nhập lại tài khoản của mọi người, tài khoản Apple mọi người để tải lại app. Đấy, mọi người đăng nhập lại tài khoản nhé. Mọi người lưu ý giúp mình là đăng nhập lại tài khoản Apple của mọi người, không dùng tài khoản của mình để tải app lại. Đấy. Mọi người tải về bình thường giúp mình, dùng tài khoản Apple mọi người tải, không dùng tài khoản của mình. Mọi người lưu ý giúp mình cái quá trình tải lại này thì không dùng tài khoản bên mình nữa. Đấy, sau đấy mọi người vào chỉnh ảnh này, mọi người vào chọn ảnh chỉnh bình thường thôi. Đấy, và chọn ảnh chỉnh bình thường nhé. Đấy, nó vẫn Pro này. Đấy. Mọi người lưu ý giúp mình là ở cái mục ở điện thoại nó có cái tab kiểu như này. Mọi người vuốt màn hình lên, mọi người thấy cái tab này đúng không? Mọi người lưu ý giúp mình là không xóa cái tab này nhé. Cái tab này mọi người để như thế giúp mình. Đấy. Để như thế giúp mình. Trong lúc mọi người đang chỉnh ảnh ấy, mọi người đừng xóa tab này. Tại vì mọi người xóa tab này đi, nó sẽ mất tính năng Pro luôn. Phải bắt buộc tải lại. Nên mọi người để như thế giúp mình. Mọi người cứ chỉnh ảnh bình thường, chỉnh như thế. Sau khi mọi người chỉnh xong, mọi người lưu ảnh bình thường. Nhưng mà nếu ngày mai hoặc là lát nữa mọi người mà mọi người thoát ứng dụng một lâu ấy, mọi người không dùng ấy, thì nó sẽ tự động mất tính năng Pro luôn. Thì để dùng được tính năng Pro lại thì mọi người vẫn tiếp tục xóa app và tải lại giúp mình để mà dùng được tính năng Pro nhá. Đó, tại vì Redmi đang bảo trì nên thì các bạn dùng như này giúp mình. Khi nào mà nó hết bảo trì ấy thì nó không cần tải lại luôn, thì mọi người cứ dùng bình thường là được luôn ấy. Mọi người lưu ý giúp mình nhá.